Thôi chào mọi người, đây là vườn nhà mình nha. Sau một tháng mình không vô rẫy thì quang cảnh nó hải hùng như thế này nè mọi người. Một cái ớt siêu trái, siêu to khổng lồ, gần bằng cây cà phê luôn. Mình canh tác và thuận theo tự nhiên nên là hoàn toàn không sử dụng thuốc cỏ các kiểu nha. Đây, sau một tháng không vô, kết quả của nó là siêu rậm rạp, ớt, mía, đu đủ, khổ qua, kính thưa các loại cây, tên một dàn su su. Mẹ mình còn trồng cây lá gai để làm bánh ít lá gai này. Cà phê nhà mình đây, còn đây là đậu và bắp. Sau một tuần không vô, à đúng rồi, sau một tháng không vô chứ, canh tác hoàn toàn tự nhiên, không có dùng một tí thuốc nào hết, có dùng phân chuồng nha mọi người. Đây là đậu mọc tùm này, còn có một dàn mướp nữa. Trời, bữa mình đi là chưa, mướp mới có bò lên vàng thôi mà bữa nay à, trái quá trời luôn nè. Đếm được 1 2 3 4 4 quả rồi. Mía, quá trời mía luôn. Phương pháp hoàn toàn tự nhiên. Cà phê nhà mình nè. Nhà mình thì trồng có 3 loại cà phê. À, 4 loại tất cả, gồm có xanh lùng này, thiện trường, lá xoài với lại cà phê 138. Còn đây là vườn bê tông đi ngang nhà mình. Chiều dài của vườn bê tông này, của con đường bê tông này là 400 m. View núi, phía trước là núi thấp. Một chiếc vườn xinh xinh, hai bên là có trồng đậu bắp nè. Mẹ mình tận dụng tối đa, mẹ mình tận dụng tối đa đất, không để trống luôn, quá keo kiệt. Đó là nghệ nè. Đó, mọi người thấy không? Đi dọc xuống dưới kia là toàn là cây bánh ít lá gai. Đây. Đây là một một dậu mồng tơi. Đúng nghĩa luôn, nhà anh nghèo rớt mồng tơi. Một tí mồng tơi. Bye bye cả nhà nha.